Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Quản Nhạc tên thật là Quản Quốc Lâm, sinh ngày 16 tháng 1 năm 94, sinh ra tại Trùng Khánh với chiều cao 1m76 và nặng 55kg. Tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục nghệ thuật âm nhạc của Học viện Nghệ thuật Đại Liên. Năm 2019, trở thành thành viên của nhóm nhạc Unmei sau khi tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn. Năm 2012, Quản Nhạc thi đậu vào Học viện Nghệ thuật Đại Liên. Trong thời gian học đại học, anh từng là đại diện của trường tham gia các cuộc thi nhảy đường phố chuẩn mực Thanh Xuân Show. Ngoài ra, anh còn đi làm thêm sau khi kết thúc buổi học, vào cuối tuần là phục vụ ở cửa hàng thức ăn nhanh kiếm thêm thu nhập. Quản Nhạc sinh ra trong một gia đình đặc biệt, cha là Quản Duy Cường, mẹ là Viên Ngọc Hồng, cả hai đều là người câm điếc. Năm 2014, Quản Nhạc tham gia chương trình Người Đàn Ông Tốt của Trung Quốc và dừng chân tại top 6 quốc gia. Năm 2017, anh ra mắt đĩa đơn đầu tiên Hi Bro dành cho chủ đề Valentine. Đây cũng là nhạc phim của drama chiếu mạng Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi. Cũng trong năm 2017, Quản Nhạc cũng lập nhóm nhạc Thẩm Nhị Tinh Tú Phong Chi Thiếu Niên và là trưởng nhóm. Sau 2 năm hoạt động trong Thẩm Nhị Tinh Tú, năm 2019, Quản Nhạc tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn cùng với Thẩm Quần Phong. Sau đó thành công debut trong nhóm nhạc mới có tên Unite. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Quản Nhạc cũng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất khi xuất hiện trong một số bộ phim từ năm 2021 như Hải Đường Nở Hoa, Minh Môi Thiện Thú, Không Có Gì Hơn Tình Yêu và nhiều bộ phim khác. Với bộ phim Hải Đường Nở Hoa, Quản Nhạc vào vai nam chính Đoạn Thành Khởi, diễn cùng với nữ chính Lại Vũ Mông. Phim khai máy vào tháng 5 2021, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có lịch chiếu. Sau vai diễn đầu tiên cũng là vai nam chính đầu tiên, Quản Nhạc tiếp tục tiến vào đoàn làm phim mới với một vai diễn phụ trong bộ phim Minh Môi Thiện Thú do Khổng Tuyết Nhi và Nhậm Hào diễn chính. Đầu năm 2022, Quản Nhạc tiếp tục đảm nhận vai nam chính trong bộ phim cổ trang Không Có Gì Hơn Tình Yêu, hợp tác cùng với Khổng Tuyết Nhi. Đây là lần thứ hai Quản Nhạc và Khổng Tuyết Nhi hợp tác với nhau sau Minh Môi Thiện Thú. Tuy vậy, cả ba bộ phim này chưa có lịch chiếu chính thức. Năm 2022, bộ phim hiện đại do Quản Nhạc diễn chính Dạ Sắc Khuynh Tâm chính thức lên sóng. Bộ phim ngôn tình Dạ Sắc Khuynh Tâm là câu chuyện thú vị về cuộc sống của các nhân vật trong truyện tranh. Quản Nhạc vào vai Lãnh Dạ Hàn, từng là nam phụ phản diện không có tuyến tình cảm trong truyện tranh. Bộ phim ngôn tình Dạ Sắc Khuynh Tâm với sự tham gia của dàn diễn viên Lưu Tán Ninh, Quản Nhạc, Lưu Á Côn, Bồ Vũ Đồng và nhiều diễn viên khác. Phim đã lên sóng vào ngày 2 tháng 7 trên Tencent. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.